tươi hết. Tôi xin gửi lời chào thân thương đến là tất cả quý vị khán giả có mặt ngày hôm nay. Hôm nay nói là mấy hôm nay hơn mưa dữ lắm, mà có lẽ là hôm nay ông trời thương Thảo My và các khán giả ở đây cho nên ngày hôm nay thời tiết khá là mát mẻ và đẹp ha. Cho nên một ca khúc đầu tiên ngày hôm nay tôi xin được gửi đến tất cả quý vị ở đây là một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Thạch, ca khúc có tên Dễ Thương Với Phiên Bản cho mọi người cùng nhau cùng thưởng thức. Mới nhậm đầu lại ăn Tết á. Hôm nay thì Thảo My mong là Thảo My sẽ được hát với quý vị khán giả nhiều hơn. Sợ luôn. Tại vì thường thường thì đi hát có một mình Thảo My đứng trên sân khấu hát thôi. Ngày hôm nay đặc biệt hát xong ca khúc này, các ca khúc tiếp theo Thảo My sẽ lần lượt hát với từng khán giả mình đang hát cùng. Cuối năm cho nên là mình làm cho nó khác khác một chút xíu, cho gần gũi một chút xíu ha. Rồi, má năm ơi. Mà đứng dưới đây nè. Mà nằm đứng ngay dưới sân khấu. Chỉ cần một người dẫn em đi.